một dịch chung kết 200m ngửa nam. The next event for this evening is event 319, men 200m backstroke. Ô số 1, vận động viên Khu Yin Suan Gabriel, Singapore. Chúng ta sẽ đến với nội dung 200m bơi ngửa nam. Vận động viên đầu tiên đó chính là vận động viên đến từ Singapore bơi ở làng bơi số 1. Yin Suan Ku. Người sẽ bơi ở làng bơi số 2 là vận động viên Cao Văn Dũng của Việt Nam. Người sẽ bơi ở làng bơi số 3 đó chính là Ratthawit của Thái Lan. Ở làng bơi số 4 sẽ là đại diện đến từ Malaysia, Ho Yin Kiu. Ở số 5, vận động viên Thakas Marel Admadio, Indonesia. Đây là vận động viên sẽ bơi ở làng bơi số 5. Vận động viên đến từ Indonesia, Farel Tankas. Trần Hưng Nguyên của Việt Nam sẽ bơi ở làng bơi số 6. Ở làng bơi số 7, tiếp tục là một đại diện đến từ Thái Lan, Kantimun Thonam. Ở làng bơi cuối cùng sẽ là đại diện của Singapore, Michelle Liang. Chúng ta có hai đại diện của Việt Nam tham dự ở nội dung này. Đó chính là Cao Văn Dũng ở làng bơi số 2 và Trần Hưng Nguyên ở làng bơi số 6. Trần Hưng Nguyên trong ngày hôm qua thì cũng đã giành được tấm huy chương vàng ở nội dung 400m hỗn hợp. Và đây cũng là niềm hy vọng huy chương của bơi lội Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Các trọng tài và các vận động viên thi đấu bước vào vị trí. Đây là nội dung chung kết 200m bơi ngửa nam. Các vận động viên đang vào vị trí xuất phát. Như vậy là các vận động viên đã bắt đầu xuất phát ở nội dung chung kết 200m bơi ngửa nam. Như vậy dẫn đầu đang là vận động viên ở làng bơi số 5, Farel Tankas. Người đang thứ hai đó là Hu Ye Khieu. Các vận động viên chuẩn bị hoàn thành 100m đầu tiên. Này thì vận động viên Cao Văn Dũng đang ở vị trí số 3. Trong khi đó thì Trần Hưng Nguyên đang ở vị trí số 4. Hai vận động viên Việt Nam đã cải thiện vị trí so với 50m đầu tiên. Lúc này thì đã có sự chênh lệch giữa các vận động viên. Văn Dũng của Việt Nam tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 3. 50m cuối cùng. Lúc này thì Hoàng Duyên Khiêu vẫn đang dẫn đầu. Cao Văn Dũng ở vị trí số 3.
Trần Hương Nguyên đang ở vị trí số 4. Những mét cuối cùng ở nội dung chung kết 200m bơi ngửa nam. Rất hồi hộp chờ đợi kết quả. Như vậy là rất bất ngờ khi mà Trần Hưng Nguyên của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để về đích đầu tiên ở nội dung 200m bơi ngửa nam với thành tích là 2 phút 01 giây 58. Có thể thấy là trong suốt gần như phần lớn hành trình thực hiện phần thi của mình thì Trần Hưng Nguyên luôn được xếp ở vị trí số 4. Tuy nhiên ở những 50m cuối cùng thì Trần Hưng Nguyên đã xuất sắc, có màn bứt tốc rất đáng nể và vươn lên dẫn đầu và cán đích ở vị trí đầu tiên. Trần Hưng Nguyên đã về đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 2 phút 01 giây 58. Tấm huy chương vàng thứ hai trong buổi tối ngày 16 tháng 5 đã thuộc về đoàn thể thao Việt Nam, đội tuyển bơi lội Việt Nam. Huy chương bạc thuộc về Hoàng Dinh Khiêu của Malaysia, trong đó khi đó thì huy chương đồng thuộc về vận động viên của Indonesia Farel Tankas. Có thể thấy là 50m cuối cùng Trần Hưng Nguyên đã thi đấu rất xuất sắc, những nỗ lực không mệt mỏi của Trần Hưng Nguyên.